Trưa ngày 20 tháng 10, trên đoạn đường Văn Tiến Dũng sát nhà văn hóa huyện Từ Liêm, chiếc xe máy mang biển kiểm soát 29Z5-4586 đột ngột phát hỏa dữ dội khiến anh Lê Ngọc Hoàn, chủ xe phát hỏa bỏ xe chạy. Được biết khi chiếc xe máy Jupiter phát hỏa đột ngột, ngay người lái xe là anh Hoàn cũng không hề hay biết. Chỉ đến khi người dân trên đường chi hô, anh Hoàn mới táo hỏa bỏ xe. Rất may vụ việc không xảy ra thương vong về người. Mặc dù phát hiện ra chiếc xe máy bị bốc cháy, nhưng tại hiện trường do ngọn lửa quá mạnh, lại vào lúc giữa trưa ít người qua lại, nên khi người dân đến giúp thì chiếc xe máy đã cháy trơ khung sắt. Vừa đi khoảng 300 mét thì người đi đường họ kêu cháy kìa, thì anh nhìn xuống thì thấy bốc khói khét lẹt, quảng xe chạy ra. Mình chạy vào trong quán lấy bình cứu hỏa ra xịt, nhưng mà nó cháy to quá, xịt không lại được. Trước đó chiếc xe máy Jupiter của anh Hoàn vẫn đang sử dụng bình thường, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường cho tới khi phát hỏa đột ngột như vậy.